Chào tất cả các em, hôm nay thầy sẽ hướng dẫn tiếp mình bài phương trình đường tròn. Ở tiết trước chúng ta đã tìm hiểu về phần phương trình đường tròn. Ở tiết này thầy sẽ hướng dẫn cho các em cách viết một phương trình tiếp tuyến. Chúng ta đi vào mục số 2, phương trình tiếp tuyến. Đầu tiên thầy sẽ nhắc rõ cho các em nhớ về cái định nghĩa của tiếp tuyến. Các em chú ý quan sát lên bảng. Thầy cho một đường tròn tâm y có tọa độ là AB. Thầy vẽ một đường thẳng delta tiếp xúc với đường tròn tại một điểm M0. Thì đường thẳng delta này được gọi là tiếp tuyến của đường tròn với M0 là tiếp điểm. Vậy muốn viết được một phương trình tiếp tuyến chúng ta cần phải làm gì? Thực chất thì phương trình tiếp tuyến cũng chính là phương trình đường thẳng. Mà muốn viết được một phương trình đường thẳng thì chúng ta sẽ cần hai yếu tố. Thứ nhất là một điểm đi qua. Cái thứ hai là vector pháp tuyến. Delta này sẽ đi qua điểm M0. Đi qua M0 có tọa độ là x0y0. Theo tính chất của tiếp tuyến thì đoạn thẳng YM0 sẽ vuông góc với đường thẳng delta, thì suy ra được là vector pháp tuyến chính là YM0. Muốn tính được cái vector YM0 này thì các em lấy điểm phía sau mình trừ cho điểm phía trước. X0 trừ A Y0 trừ B. Vậy phương trình tiếp tuyến sẽ được viết như sau. Vector em sẽ để ở phía ngoài. X0 trừ A nhân với X trừ X0 trừ trong cái điểm đi qua cộng với là Y0 trừ B nhân với là Y trừ Y0 bằng 0. Rồi, một cái vấn đề các em cần phải lưu ý ở đây nữa là delta nó sẽ tiếp xúc với đường tròn C. Các em chú ý cho một công thức. Delta tiếp xúc C. Thì mình sẽ thấy được là khoảng cách từ tâm y cho tới đường thẳng delta sẽ bằng bán kính R. Khoảng cách từ y đến delta sẽ bằng bán kính R. Công thức này được gọi là điều kiện tiếp xúc. Rồi chúng ta đi sang phần bài tập. Cho đường tròn C có dạng là x trừ 2 tất cả bình phương cộng y cộng 3 tất cả bình phương bằng 25. Viết phương trình tiếp tuyến trong các trường hợp. Ở câu A, tại M có tọa độ là 5, 1. Rồi các em chú ý ha. Khi gặp một bài toán mà viết phương trình tiếp tuyến thì điều đầu tiên mình sẽ tìm tâm và bán kính của cái đường tròn đó trước, rồi mình sẽ làm các bước tiếp theo sau. Đường tròn này có tâm y có tọa độ là 2 trừ 3, R bằng 5. Xác định tại hai cái yếu tố này trước rồi mới làm gì làm các bước tiếp theo. Rồi câu A, tại M 5, 1, tại có nghĩa ở đây điểm M chính là tiếp điểm của mình. Thì vector YM0 chính là vector pháp tuyến. Tính vector pháp tuyến ra, M0 lấy 5 trừ 2 là còn lại là 3. 1 mà trừ cho trừ 3 chỗ này sẽ được là 4. Thì cái vector pháp tuyến của mình sẽ là 3, 4. Rồi mình viết phương trình tiếp tuyến cho ta. Vector pháp tuyến 3 để ở ngoài, sau đó là x trừ cho 5 cộng 4 nhân y trừ cho 1 bằng 0. Nhân vào thu gọn lại mình sẽ được là
3x cộng 4y. 3 nhân cho trừ 5 là trừ 15, 4 nhân cho trừ 1 là trừ 4, trừ 15 trừ 4 sẽ là trừ 19. Trừ 19 bằng 0. Rồi xong câu A. Mình chuyển sang câu B. Viết phương trình tiếp tuyến đi qua điểm N trừ 2, 3. Các em lưu ý cho thầy chỗ này. Ở câu A, thầy sử dụng là tại M, thì điểm M0 này chắc chắn sẽ là tiếp điểm. Ở câu B, thầy sử dụng chữ là đi qua điểm N, thì điểm N này chưa chắc đã là tiếp điểm của cái đường tròn của mình, được chưa? Rồi, muốn viết cái dạng đi qua này thì đầu tiên các em kiểm tra thử xem điểm N có thuộc vào cái đường tròn hay không. Thế tọa độ nó vô trừ 2 tất cả bình cộng với là 3 cộng 3 tất cả bình. Sau khi tính xong thì thằng này nó sẽ khác 25. Thì mình suy ra được là điểm N này sẽ không thuộc vào đường tròn C, được chưa? Nếu điểm N này thuộc vào đường tròn C thì có nghĩa là N chính là tiếp điểm. Và các em quay lại làm giống như câu A thầy đã hướng dẫn rồi, được chưa? Rồi, N này sẽ không thuộc vào C. N không thuộc vào C. Rồi, nếu mà N không thuộc vào C thì các em nhớ là cách làm gồm hai bước, rất là đơn giản luôn. Cái thứ nhất là các em tìm được cái này là cái dạng phương trình delta nó sẽ có dạng như thế nào. Cái thứ hai, mình sẽ sử dụng cái điều kiện tiếp xúc. Rồi, thầy sẽ làm bước đầu tiên. Ở đây, cái đường thẳng delta của mình á thì nó đã đi qua điểm là trừ 2, 3 và nó thiếu một cái yếu tố, đó chính là vector phát tuyến. Thì thầy sẽ gọi vector phát tuyến của nó có tọa độ là AB. Gọi vector phát tuyến của đường thẳng delta có tọa độ là AB. Rồi phương trình đường thẳng delta sẽ được viết như sau: A nhân với x cộng 2 cộng B nhân với y trừ 3 bằng 0, được chưa? Các em nhân phân phối vô. A x cộng 2A cộng B y trừ 3 B bằng 0, được chưa? Rồi sắp xếp lại A x cộng B y cộng 2A trừ 3B bằng 0. Rồi sau các bước tính toán á, thì mình đã tìm được cái delta của mình có dạng là A x cộng B y cộng 2A trừ 3B bằng 0. Rồi xong bước đầu tiên, mình chuyển sang bước thứ hai là mình sẽ sử dụng cái điều kiện tiếp xúc. Bước tiếp theo, delta tiếp xúc C. Các em nhớ lại nãy thầy có biết phần lý thuyết rồi ha. Khoảng cách từ tâm y đến delta sẽ bằng là R, được chưa? Tương đương khoảng cách thì ở trên sẽ là trị tuyệt đối, ở dưới là căn, được chưa? Thế cái tọa độ tâm y là 2 trừ 3 vào cái phương trình đường thẳng delta này, mình có được là 2A trừ 3B cộng 2A trừ 3B. Ở dưới này sẽ là A bình cộng B bình bằng R. R của mình là 5, thì ghi đây là số 5. Rồi sau đó mình đi giải cái phương trình này. Tiếp tục chúng ta sẽ giải phương trình này. Các em chú ý quan sát lên bảng. 2A cộng 2A là 4A, trừ 3B trừ cho 3B nữa là
trừ 6B. Ở dưới mẫu là căn A bình phương cộng B bình phương, chúng ta nhân chéo qua bên đây. 5 nhân căn A bình cộng B bình. Muốn giải được cái phương trình này thì chúng ta sẽ bình phương hai vế lên. Chỗ này chúng ta được là 16A bình trừ 48AB cộng 36B bình phương bằng 25. Chỗ này căn A bình cộng B bình là tất cả bình phương lên, chúng ta sẽ xóa được dấu căn, còn lại là A bình cộng với B bình. Thầy sẽ nhân phân phối vô luôn. 25A bình cộng 25 B bình. Sau đó chúng ta chuyển vế rút gọn lại, mình sẽ được là trừ 9A bình trừ 48 AB cộng 9B bình bằng 0. Tiếp theo đó chúng ta sẽ chia cho B bình phương, trừ 9A phần B tất cả bình trừ 48 A phần B cộng 9 bằng 0. Các em coi cái phương trình này nè, giống như phương trình bậc 2, lấy máy tính bấm ra giải nghiệm bình thường, mình sẽ được hai nghiệm A phần B bằng trừ 8 cộng căn 73 phần 3, và A phần B bằng là trừ 8 trừ căn 73 phần 3. Ở nghiệm đầu tiên chúng ta chọn A bằng trừ 8 cộng căn 73, B bằng 3. Sau khi có được hai ông AB này, các em thế lại phương trình tiếp tuyến câu này thầy. Thế AB vô, mình sẽ được là phương trình tiếp tuyến tên ta 1 sẽ bằng trừ 8 cộng căn 73 x cộng 3y cộng 2 nhân trừ 8 cộng căn 73 trừ cho 3 nhân 3 bằng 0. Rồi các em rút gọn lại, trừ 8 cộng căn 73 x cộng 3y, chỗ này sẽ là được là trừ 25 cộng với là 2 căn 73 bằng 0. Thì mình sẽ ra được cái phương trình delta thứ nhất. Rồi còn cái phương trình delta số 2, các em sẽ làm tương tự cũng chọn AB, rồi thế cả phương trình bên đây giùm thầy. Mình sẽ ra được cái ông delta thứ hai. Viết phương trình tiếp tuyến vuông góc với đường thẳng D 3x trừ 4y cộng 5 bằng 0. Thì các em cũng nhớ giùm thầy là mình có hai cái bước làm cơ bản. Đầu tiên chúng ta phải tìm được cái dạng tiếp tuyến delta như thế nào. Cái thứ hai, mình sẽ sử dụng cái điều kiện tiếp xúc. Rồi chỗ này mình có delta vuông góc với D, thì cái dạng delta của mình sẽ là 4x cộng 3y cộng C bằng 0. Rồi mình sẽ xong cái bước đầu tiên. Bước thứ hai, mình sẽ sử dụng cái điều kiện tiếp xúc. Delta tiếp xúc đường tròn C thì mình sẽ biết được là D khoảng cách từ Y tới đường thẳng delta sẽ bằng là R, tương đương khoảng cách thì ở trên sẽ là trị tuyệt đối, ở dưới sẽ là dấu căn bằng với cái bán kính. Mình thế cái tọa độ tam y này vào đường thẳng delta 4 nhân với 2
cộng 3 nhân trừ 3 cộng C. Ở dưới đây là 4 bình cộng 3 bình, đây là bằng 5. 4 x 2 là 8, cộng với cái này là trừ 9, cái này xong lại là trừ 1 cộng C. Chỗ này ra được 5, 5 x 5 là 25. Rồi giải trị tối ra, chia thành hai trường hợp. Trừ 1 cộng C bằng 25, và trừ 1 cộng C bằng trừ 25. Trừ 1 chuyển qua đây thành là cộng 1 thì C của mình sẽ bằng 26. Chỗ này C của mình sẽ bằng là trừ 24. Vậy mình sẽ viết được hai cái đường thẳng delta của mình. Delta 1 dạng của mình ở chỗ này là 4x cộng 3y cộng C bằng 0, thì cái mấy chỗ này là C bằng 26. Mình sẽ thay dạng của này được là 4x cộng 3y cộng 26 bằng 0. Delta 2 cũng thế y như vậy, vào 4x cộng 3y trừ 24 bằng 0. Rồi chúng ta sang câu D. Ở câu C là vuông góc, câu D thầy sẽ chỉ mình là song song. Rồi sang câu D. Viết phương trình tiếp tuyến song song với đường thẳng D phẩy 3x cộng 4y cộng 31 bằng 0. Thì các em cũng nhớ hai cái bước làm cơ bản của mình từ hồi nãy tới giờ. Đầu tiên chúng ta sẽ tìm dạng của cái phương trình tiếp tuyến đó. Cái bước thứ hai chúng ta sẽ sử dụng cái điều kiện tiếp xúc. Bước 1, delta song song với D phẩy thì dạng của delta sẽ là 3x cộng 4y cộng C bằng 0. Và các em lưu ý cái sự khác nhau giữa song song và vuông góc. Ở trong cái trường hợp câu D thì các em phải lưu ý thêm cho thầy là C phải khác 31. Rồi chúng ta sang bước số 2. Delta tiếp xúc C thì khoảng cách từ tâm Y tới đường thẳng delta sẽ bằng R. Rồi tính khoảng cách thì ở trên sẽ là trị tuyệt đối, ở dưới là căn, bên đây bằng R sẽ là bằng 5. Tâm Y của mình là 2 trừ 3, các em thế vào cái đường thẳng ở chỗ này, 3 nhân 2 cộng 4 nhân trừ 3 cộng C. Ở dưới là 3 bình cộng 4 bình. Rồi rút gọn lại, 3 x 2 là 6, 4 x với trừ 3 là trừ 12, 6 cộng với trừ 12 sẽ ra được là trừ 6 cộng C bằng, này là đây là 5, nhân với đây là 25. Rồi chỗ này ra hai trường hợp, trừ 6 cộng C bằng 25, trừ 6 cộng C bằng trừ 25. Rồi thầy viết xuống đây, chuyển trừ 6 qua mình sẽ được C bằng 31. Chỗ này là C bằng trừ 19. Rồi ra được hai cái ông C này, các em mà kết luận mình có hai cái phương trình tiếp tuyến là sai. Các em phải chú ý là cái điều kiện của mình chỗ này C khác 31, chỗ này của mình là C bằng 31, nên mình sẽ loại chỗ này ở dưới đây mình nhận. Thì trong cái trường hợp này thì mình chỉ có một cái phương trình tiếp tuyến. Các em kết luận vậy delta 3x cộng 4y trừ 19 bằng 0. Rồi chúng ta sang bài
số 2. Trong các phương trình sau, phương trình nào là phương trình đường tròn? Thì thầy sẽ nhắc lại cho các em nhớ cái dạng của phương trình đường tròn của mình là x bình cộng y bình trừ 2ax trừ 2by cộng c bằng 0. Các em sẽ tính các giá trị của biểu thức là a bình cộng b bình trừ c. Nếu cái giá trị này nó lớn hơn 0 thì phương trình đó sẽ là phương trình đường tròn. Còn nếu mà nó bé hơn 0 thì suy ra nó không phải là phương trình đường tròn. Rồi chúng ta đi vào câu A. Thầy cho mình cái phương trình x bình cộng y bình trừ 2x trừ 2y cộng 3 bằng 0. Các em đi tìm A. Muốn tìm được A thì các em lấy hệ số đứng trước x chia cho trừ 2. Trừ 2 chia trừ 2 sẽ được là 1. Tính B sẽ bằng là hệ số đứng trước y chia cho trừ 2. Trừ 2 chia trừ 2 cũng được bằng là 1. Và C, các em dễ dàng thấy được rằng là C sẽ bằng 3. Rồi mình sẽ đi tính giá trị của biểu thức là A bình cộng B bình trừ C. 1 bình phương lên là 1, cộng với 1 bình phương là 1, trừ cho 3. 1 cộng 1 là 2, 2 mà trừ cho 3 là sẽ bằng trừ 1. Các em thấy được là trừ 1 bé hơn 0, nên mình kết luận được rằng là phương trình này không phải là phương trình đường tròn. Rồi câu B, thầy cho mình phương trình là 3x bình phương cộng y bình trừ 2x trừ 2y cộng 3 bằng 0. Các em chú ý quan sát vào hai cái hệ số đứng trước x bình và y bình. Các em thấy hai cái hệ số này đó khác nhau, mình kết luận thẳng luôn cho thầy, nó không phải là phương trình đường tròn. Suy ra không phải là phương trình đường tròn. Rồi chúng ta sang câu C. Thầy cho mình phương trình 8x bình phương cộng 8y bình phương trừ 16x trừ 16y trừ 8 bằng 0. Các em chú ý vào hai cái hệ số x bình và y bình. Hai hệ số này sẽ giống nhau nên mình sẽ rút gọn được. Mình sẽ rút gọn cho 8. Còn lại là x bình cộng y bình trừ 2x trừ 2y trừ 1 bằng 0. Rồi các em đi xác định các hệ số A, B, C như ở câu A thầy đã hướng dẫn. Rồi xác định nhanh luôn này là A sẽ bằng được là 1, B bằng 1, C bằng trừ 1. Rồi đi tính biểu thức A bình cộng B bình trừ C. 1 cộng 1 cộng 1 về bằng 3. Lớn hơn 0 thì C là phương trình đường tròn. Rồi chúng ta sang bài số 3. Bài số 3, thầy cho mình cái phương trình x bình cộng y bình cộng 4mx trừ 2my cộng 2m cộng 3 bằng 0. Thầy đặt phương trình này là phương trình số 1. Đề bài, tìm m để phương trình 1 là phương trình đường tròn. Thì các em phải nhớ lại cái điều kiện để một phương trình là phương trình đường tròn là A bình cộng B bình trừ C phải lớn hơn 0. Chúng ta tiến hành đi xác định A, B, C. A bằng trừ 2m, B bằng m, C bằng 2m cộng 3. Để 1 là phương trình đường tròn tương đương A bình cộng B bình trừ C lớn hơn 0. A bằng trừ 2m, A bình phương sẽ bằng là 4m bình phương.
cộng b bình thì thế này là cộng m bình trừ c của mình là 2m cộng 3 trừ cho c thì chỗ này sẽ là trừ 2m trừ 3 lớn hơn 0. Chúng ta rút gọn lại 4m bình cộng với m bình là 5m bình phương trừ 2m trừ 3 lớn hơn 0. Tới đây chúng ta sẽ thấy được dạng bóc phương trình bậc 2, tiến hành bấm máy tính. M bé hơn trừ 3 phần 5, M lớn hơn 1. Rồi chúng ta đi kết luận là xong bài toán của mình. Rồi, bài giảng ngày hôm nay đã kết thúc cái bài phương trình đường tròn. Tạm biệt các em.